Thưa quý vị và các bạn, không có kỹ năng, ngại lao động là những nguyên nhân khiến nhiều người cai nghiện, khó hòa nhập cộng đồng và dễ tái nghiện trở lại. Vì vậy, cùng với việc chăm sóc, điều trị, phục hồi sức khỏe, thời gian qua, cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đã chú trọng đến công tác đào tạo nghề gắn với trang bị kỹ năng phòng chống và dự phòng tái nghiện. Đây là hành trang quan trọng trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng của những người lầm lỡ. Những vần chữ OA đầu tiên, những nét chữ đầu đời những phép tính đơn giản nhưng ở tuổi quá nửa đời người, học viên này mới được học đến ghép vần, luyện viết và cộng trừ các phép toán đơn giản. Thất học, không có việc làm là một trong những nguyên nhân khiến học viên này xa chân vào ma túy. vào đây trước khi vào đây thì cũng mổ chữ cũng được thầy cô trên cơ sở rất tạo điều kiện cho em học viên của tôi được học số mổ chữ em mong là học xong chữ ở đây sau 2 năm sau này về nhà hòa nhập với cộng đồng để biết chữ để học hỏi thêm với xã hội đi gọi là làng an thì mình còn có cái mà đỡ khổ như là không biết một chữ thì rất là khó khăn bên cạnh lớp xóa mù chữ là lớp dạy nghề căn cứ vào tình trạng nghiện sức khỏe năng lực Cơ sở đã tiến hành phân loại học viên để có kế hoạch đào tạo, nghề phù hợp sát với thực tiễn và nhu cầu của mỗi học viên sau cai trở về địa phương. Hiện nay, hơn 1.000 học viên tại cơ sở đang được hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, truyền thụ kinh nghiệm thực tế trong lao động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, mây che đan, khâu bóng da, nghề xây, nghề mộc với phương châm cầm tay chỉ việc. Em vào đây được 18 tháng rồi, à, cũng được là thầy cô à, đào tạo được các cái, cái nghề để nuôi sống với bản thân và gia đình thì à, đặc thù là nghề mộc vâng đến bây giờ thì em cũng đã à, làm và làm được rồi em mong muốn là khi si ra ngoài xã hội với gia đình thì em sẽ à, có thể nghề này là để nuôi sống bản thân với, với cả nuôi gia đình trở về với gia đình cộng đồng thì cũng có được một số các cái nghề mà các em được học ở đây để mong muốn là các em sẽ vận dụng vào cuộc sống sau khi chữa trị cai nghiện cơ sở tại cơ sở thì các em về thì các em sẽ có được một cái nghề để các em sẽ có được cái cuộc sống ổn định hơn, tốt hơn. Cùng với đó sau khi kết thúc thời gian cai nghiện bắt buộc, cơ sở điều trị nghiện ma túy phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiến hành tư vấn giới thiệu việc làm cho người sau cai. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, cơ sở đã tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho học viên sắp hoàn thành thời gian chữa trị tại cơ sở là trên 1.625 học viên, phối hợp với các đơn vị dạy học cấp chứng chỉ nghề sơ cấp cho 420 học viên về kỹ thuật trồng rau an toàn và kỹ thuật nuôi phòng trừ bệnh cho gia cầm. Trước khi học viên về với cộng đồng, với gia đình, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc Làm mở các cái lớp mà tư vấn định hướng giới thiệu việc làm tới các học viên để các học viên biết được các cái cơ sở xí nghiệp cũng như là công ty đang tuyển lao động để học viên có thể là xin được việc làm cho mình học nghề không chỉ là hình thức lao động trị liệu mà còn là phương pháp hiệu quả để giáo dục ý thức lao động, trân trọng thành quả lao động cho mỗi học viên mặt khác dạy nghề còn trang bị kiến thức kỹ năng nghề nghiệp để học viên sau cai có cơ hội ổn định cuộc sống và tái hòa nhập với cuộc sống xã hội